là chúng ta có một yêu cầu là thiết kế Justin Muller mẫu Iron Man. Thì Justin Muller là chuyên thiết kế những cái hình kiểu như polygon. Polygon là những cái khối đơn à, những cái khối giống như vậy ha. Thì chúng ta sẽ từ một hình Iron Man mà chúng ta thiết kế thành hình polygon, chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta hãy tạo một cái trang thiết kế mới. Các bạn vào file new. Chờ một chút ha. Sau đó chúng ta click vào mục print. Print ở đây và chọn khổ giấy là khổ A3. Resolution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn, tốt nhất là để 300 các bạn nha. Background content là màu nền, mình sẽ chọn là black là màu đen. Ấn create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới. Sau đó hình Iron Man mình đã chuẩn bị sẵn một cái hình Iron Man ở đây ha. Mình sẽ nắm kéo và thả vào trong Photoshop ở đây mình lấy uh, theo mình thì uh, biết thì cái hình Iron Man này là cái bộ giáp mới nhất nha nên mình lấy cái hình này làm luôn OK chúng ta nắm kéo thả vào Photoshop và phóng cho tới cái kích thước như ý ha rồi tiếp đến các bạn click vào nút Create New Layer ở góc uh, dưới phía bên phải màn hình nè để tạo ra một cái layer mới sau đó chúng ta dùng công cụ brush tool phím tắt là chữ B bò, nút màu ở đây mình sẽ chọn là màu đỏ, tùy vào màu ưa thích mà các bạn chọn ha. Rồi phải chụp vào trang thiết kế, các bạn chọn vào cây cọ là Harrow nha và chỉnh cái size của cây cọ này lại cho thấy vừa phải. ở đây ở bước này chúng ta sẽ vẽ lấy nét những cái đường polygon mà các bạn muốn làm, thì mình sẽ dùng cái công cụ brush tool phím tắt là chữ B bò này nè, mình sẽ vẽ tưởng tượng ra cái polygon mà chúng ta muốn muốn làm á là sẽ như thế nào thì các bạn vẽ lấy nét những cái đường polygon đó trước ha. Đó các bạn cứ tưởng tượng là vẽ theo những cái đường thẳng nha. ok ở bên này mình vẽ dư đó mình vẽ dư cái thì chúng ta có thể dùng cái công cụ eraser tool phím tắt là chữ e nè mình xóa đi và các bạn có thể vẽ lại cho nó đối xứng với hai bên ha đó thì ở bước này chúng ta sẽ lên cái ý tưởng về cái polygon trước thì tới lúc làm polygon á các bạn làm mới chính xác được nếu như mà không có cái bước này nè khi mà làm polygon chúng ta làm rất là khó. Đó ví dụ là chúng ta cứ lên những cái lưới giống như vậy đi ha. Rồi, mẫu này làm rất là lâu nên mình đã chuẩn bị sẵn, mình đã thiết kế sẵn cái này ha. Mình sẽ đưa vào từng cái bước cho chúng ta các bạn thấy được cái quy trình thiết kế mẫu này là như thế nào. Thì ở đây mình đã chuẩn bị vẽ sẵn trước một cái lưới ha, dùng công cụ brush tool y như lúc nãy. Thì mình sẽ vẽ ra được một cái lưới giống như vậy. Đó, để mình đưa vào hình Iron Man nè. Đó sau khi mà dùng công cụ brush tool các bạn vẽ thì tùy chúng ta tưởng tượng ha mình sẽ tưởng tượng ra một cái tấm lưới giống như vậy sau đó mình sẽ click vào nút create new layer để tạo một layer mới ở đây mình sẽ sử dụng công cụ là light tool phím tắt là chữ u ha <laughs> click vào nút màu ở đây mình sẽ chọn là màu trắng rồi, ở trên menu nằm ngang phía trên mình sổ thuộc tính xuống và chọn là pixel nha, pixel. Và ở bên đây có cái ô là way sẽ là độ dày của cái đường line mà các bạn muốn vẽ. Thì ở đây tùy vào cái hình của các bạn các bạn chỉnh cái đường line thích hợp ha. Và ở đây mình sẽ đi cái vẽ những cái đường line này theo cái cái đường polygon mà lúc này chúng ta vẽ. đó để chúng ta bắt đầu tạo ra những cái khối polygon ha Các bạn nhớ khi mà vẽ những cái đường line này nè Nhớ cho nó đóng lại nha Những cái khối này á, những cái khối polygon là những cái khối đóng lại Thì các bạn có thể dùng cái công cụ kính lúp Zoom ở đây nè, để chúng ta zoom sát lại gần hơn Và chúng ta vẽ những cái đường line này cho nó chính xác hơn nha Đó, ở đây mình hướng dẫn tạm cách vẽ cái đường line là như vậy Thì ở đây mình cũng đã vẽ được cái đường line đó rồi ha <laughs> Đây mình sẽ nắm kéo từ cái trang bên này thả qua ha. Đó, sau khi chúng ta hoàn thành vẽ những cái đường line thì mình sẽ được có một cái kết quả giống như vậy. đó xong rồi mình tắt cái đường line màu đỏ đi chúng ta sẽ có được cái đường line cuối cùng hoàn chỉnh ha giống như vậy đó rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn cái này mới nè là mình sẽ hướng dẫn cách tạo một cái action một cái hành động lặp lại để chúng ta nếu mà có chỉnh hình những cái thao tác lặp lại thì các bạn dùng cái cách này ha thì đầu tiên là chúng ta vào Windows Mở cái bảng là Action lên nha Chọn cái nút Action nè Đó là chúng ta sẽ mở được cái bảng Action giống như vậy Rồi ở đây Cái thao tác mà mình muốn làm á Là mình sẽ dùng cái công cụ Magic One Tool Phím tắt là chữ W nè Mình chọn khối Ở một trong những cái đường line này Sau đó mình click vào cái layer của hình Iron Man á Mình sẽ vào Filter chọn blur và chọn là average blur sau đó sau đó mình sẽ click trở lại lên cái layer cái tấm lưới để mình tiếp tục chọn khối ha đó mình muốn làm cái thao tác đó lặp lại thì chúng ta làm như thế nào thì mình sẽ dùng cái bảng action ở đây ha đầu tiên là chúng ta phải coi coi cái thao tác nào là mình sẽ lặp lại thì đầu tiên cái thao tác mà chọn khối nè là lúc nào mình cũng sẽ chọn một cái khối mới, không có lặp lại thao tác này ha. Chỉ có cái thao tác là từ lúc mà click qua cái layer hình Iron Man nè, vào Filter, chọn Blur, chọn Average á, là mình sẽ lặp lại thao tác đó. Thì đầu tiên, các bạn dùng cái, cái công cụ Magic Wand Tool, chọn một cái khối, chọn một cái khối ở trong tấm lưới này. Tiếp đến... <laughs> ở cái bảng action này các bạn tạo ra một cái action mới, click vào cái hình cái tờ giấy này nè. Ấn click vào ở đây mình sẽ đặt tên cho action này là uh, polygon đi ha, polygon. Đó, chúng ta sẽ có một cái action mới thì các bạn vừa tạo xong nó sẽ ấn vào cái nút record luôn các bạn thấy cái nút đỏ nhỏ ở đây nè là nó ấn vào luôn. Sau đó chúng ta click xuống layer Iron Man vào filter, vào blur chọn average ha. Đó, tiếp đến chúng ta click lại lên cái layer, cái tấm lưới của chúng ta và hoàn tất cái thao tác action này đi ha. Click vào cái nút hình vuông ở đây ha, Là để pause, dừng cái action đó lại. Đó là chúng ta có được một cái thao tác polygon giống như vậy, hoàn chỉnh giống như vậy ha. Tiếp tục, bây giờ mình thử test cái action này thì mình dùng cái công cụ Magic One Tool mình chọn một cái khối khác. Rồi bây giờ ở đây có nút play nè, mình click vào, ấn thử xem. Đó, đó cái action chạy được rồi các bạn thấy không? Lúc nãy mà không chạy được á là do cái layer của chúng ta đang ở dạng smart object cái layer mà có cái hình cái tập tin góc phải nè là đang ở dạng smart object là không có dùng được cái kiểu này ha là các bạn phải chuột vào cái layer đó chọn là rasterize layer để chuyển nó thành một cái layer dạng hình bình thường là chúng ta làm lại cái thao tác cái action lúc nãy như bình thường ha rồi ở đây dùng công cụ magic wand tool nè click vào một trong những cái khối Vuông ở trong cái đường polygon chúng ta Và click cái nút play ở bảng action Đó là chúng ta đã lặp lại cái thao tác action này rất là đơn giản đúng không Đó các bạn cứ click vào một ô rồi ấn play Rồi bây giờ để cho nhanh hơn nữa Mình muốn đặt cái phím tắt cho cái nút play này Thì các bạn làm như thế nào Chúng ta vào edit Vào keyboard shortcut ha Keyboard shortcut là phím tắt Rồi ở đây là socket for Chúng ta sổ xuống và chọn là uh, panel menu ha và ở đây có các bạn action nè mình sổ xuống và mình chọn nút play rồi ở đây là chúng ta có thể đặt cái shortcut là cái nút tắt cho cái nút play đó là cái nút gì thì ở đây mình sẽ đặt là control q control q ha ấn ok đó rồi bây giờ chúng ta chỉ cần dùng công cụ magic wand tool nè click vào một cái ô polygon ấn control q đó là nó sẽ tự chạy cái action các bạn nha chúng ta cứ lặp lại cái thao tác đó cho đến khi nào hết được tất cả các cái khối polygon của chúng ta. Đó là chúng ta chuyển được cái hình này sang định dạng kiểu polygon. Rất là đơn giản các bạn ha. Cứ chọn khối rồi ấn nút play cái action đó ha. Đó. Thì sau khi mà các bạn làm cái thao tác đó xong thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là để coi là giống như vậy. Mình đã chuẩn bị sẵn nên mình cứ nắm kéo thả vào trang thiết kế cho nó nhanh ha. <laughs> cái polygon này nó không có khó nhưng mà nó sẽ là bị cái là lâu thôi nên mình chuẩn bị sẵn hết để cho nó đỡ mất thời gian làm cái mẫu này thì tốn khoảng một tiếng đồng hồ lận đó sau khi thiết kế xong chúng ta sẽ được những cái hình polygon giống như vậy các bạn ha rồi mình sẽ tắt cái layer gốc đi là chúng ta sẽ làm nó được cái file như vậy thì bây giờ mình sẽ tắt cái layer polygon đi Tắt cái layer những cái đường viền trắng đi nè Chúng ta sẽ có được kết quả cuối cùng là những cái đường viền thuộc về cái nền Thì ở đây mình muốn trang vào hình của cái Cái hình Iron Man của chúng ta ở bên dưới này Mình muốn trang một cái góc hình Iron Man vào Thì chúng ta làm như thế nào <laughs> mình mở lại những cái viền lên nè mình sẽ dùng công cụ magic one tool phím tắt chữ w mình chọn mình chọn cái phần nền phía bên ngoài các bạn ha sau đó mình sẽ vào select vào inverse để đảo vùng chọn click xuống cái layer hình iron man này nè <laughs> layer góc mà chưa có chỉnh hình nữa ha chúng ta vào layer vào new chọn là layer via copy để chúng ta nhân đôi cái layer này lên <laughs> lúc này chúng ta tách ra được một cái layer chỉ có hình Iron Man này ha, mà cái hình gốc đó các bạn sau đó mình sẽ phải chuột layer đó chọn là duplicate layer để nhân đôi nó lên một lần nữa và mình phải chuột vào layer này chọn là create clipping mask để áp vào cái layer bên dưới sau đó mình sẽ vào filter Vào blur chọn là gaussian blur ha gaussian blur <laughs> mình sẽ làm mờ cái hình này đi đó ấn ok rồi bây giờ mình mở lại hình những cái nét polygon nè Tắt cái hình đường viền trắng đi Đó là mình sẽ có được một cái hiệu ứng là các cái đường viền của chúng ta á, Là lấy từ cái hình mờ Hình mờ của hình Iron Man ở cái cái hình góc layer phía dưới nè đó là chúng ta lấy cái đường viền từ những cái phần đó ha đó là mình xong được cái hiệu ứng Iron Man theo phong cách polygon giống như vậy rồi bây giờ để cho cái hình nó đẹp hơn, mình sẽ tạo thêm hai cái vòng ô vuông một uh, ô vuông uh, sáng ở xung quanh ha để tạo thêm một cái hiệu ứng cho hình Iron Man này. phóng lớn lên chút đi. Đó thì ở đây, đầu tiên là các bạn click vào nút create new layer góc phải phía bên dưới màn hình để tạo một cái layer mới. Sau đó, mình sẽ dùng công cụ là rounded rectangle tool, mình sẽ tạo một cái hình ờ uh, hình vuông mà nó có bo tròn ở bên góc ha đây là công cụ tạo hình vuông mà có bo tròn ở góc rồi ở trên menu nằm ngang phía trên mình sổ bản thuộc tính xuống và chọn là shape các bạn nha ở fill mình sẽ chỉ có vẽ cái đường viền thôi mình sẽ không muốn tô ở trong cái đường chữ nhật đó thì mình sẽ chọn cái hình chữ nhật có dấu gạch chéo nè rồi stroke là cái đường viền các bạn muốn màu gì thì ở đây đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái đường viền màu xanh, chọn màu xanh ha. kế bên là chúng ta sẽ có một cái ô là kích thước của đường viền. ở đây mình sẽ để khoảng 15 pixel và mình sẽ ấn ship và chúng ta vẽ thử một cái hình hình vuông ha, hình vuông mà có bo tròn ở bên góc. rồi ở đây mình có thể, à mình để độ dày như vậy là mình thấy ok đó cỡ này đi. Rồi sau đó mình sẽ phải chuột vào cái layer đường viền đó, chọn blending option ha. Đầu tiên là mình sẽ click vào hiệu, hiệu ứng là outer glow là sáng ra phía bên ngoài để chúng ta tạo một cái hiệu ứng đèn neon cho cái hình chữ nhật này ha, hình hình vuông này ha. Đó thì ở đây phần blend mode mình sẽ chọn là normal, opacity là cái độ đục của cái cái hiệu ứng ánh sáng á. Ở đây mình sẽ để là 80% phần trăm. Rồi cái màu thì mình sẽ click vào đây và mình chọn là màu xanh của cái đường viền ha. Tiếp đến phần spread mình sẽ để là không và phần size ở đây tùy theo kích thước hình thiết kế mà các bạn để cho thích hợp nha. Ở đây mình sẽ để là 20. Tiếp đến mình click thêm một cái hiệu ứng nữa là satin. Satin ở đây ha. Đó chúng ta tạo được cái hiệu ứng giống như vậy. Ở bên trong thì nó hơi đậm, ở ngoài thì nó sẽ sáng. Rồi ở đây có cái phần angle là cái góc độ của hiệu ứng Asatin này Mình sẽ để là 145 độ Blend mode các bạn chọn là multiply ha Opacity, opacity Ở đây mình sẽ để khoảng 40% thôi Distance là Distance mình sẽ cho là 5 pixel ha Và size là 10 pixel Ừ, ok, đó Rồi sau đó các bạn phải chuột vào layer cái đèn neon màu xanh này nè Chọn là Rasterize Layer Tiếp tục phải chuột, chọn là <laughs> Rasterize Layer Style ha Ok, sau đó mình sẽ vào Edit Và Transform Chọn là Skill các bạn ha, Skill Rồi, mình sẽ click vào góc bên tay phải này nè Mình sẽ... Distort mới đúng các bạn ha. Vào Edit và Transform ở đây chọn là Distort nha, Distort. Rồi mình sẽ kéo một cái góc phía bên tay phải này nhỏ lại. Đó là chúng ta làm giống như cái đèn neon này. Nó có một cái uh, perspective, ha, một cái góc góc độ như vậy. Mình sẽ cho nó chiếu từ trên xuống. Uh, ấn Enter rồi mình thu nhỏ cái này lại. Đó mình sẽ cho một cái đèn neon chiếu từ góc phải chiếu xuống ha cho hình Iron Man của chúng ta rồi mình sẽ kéo cái layer này xuống phía dưới cùng ha đó <laughs> tiếp đến mình phải chuột vào layer này mình chọn là duplicate layer mình nhân đôi nó lên ấn ok và ở đây mình sẽ vào edit và transform chọn là flip horizontal ha mình lật ngược nó lại <laughs> và mình sẽ dùng thêm cái công cụ là move tool phím tắt là chữ V nè, mình xoay cái phần này lại cho nó nằm phía dưới đó. Giống như vậy, rồi mình sẽ vào image adjustment, chọn bảng là hue saturation ha. Ở đây có cái nút hue, các bạn nắm kéo là chúng ta có thể đổi màu được cái phần đèn neon ở phía dưới, mình sẽ cho nó là màu xanh các bạn ha, màu xanh giống như vậy. Rồi, tiếp đến mình sẽ ấn nút Shift, <laughs> mình chọn hết những cái layer Iron Man ở phía trên nè. Ở góc phải phía bên dưới á, các bạn click vào nút Group nha. Cái hình có cái hình tập tệp tin á, các bạn click vào thì sẽ nhóm được cái những cái layer này vào một trong những cái group á, vào một cái cái nhóm tạp tin giống như vậy. Rồi tiếp đến mình sẽ tạo một layer mới. Cái layer mới nằm ngay phía trên cái group Iron Man của chúng ta nha các bạn phải chuột vào layer đó chọn là create clipping mask để áp cái layer này vào cái layer hình Iron Man tiếp tục mình sẽ sử dụng công cụ brush tool phím tắt là chữ B bò nè click vào nút màu ở đây mình có thể hút trực tiếp cái màu xanh của đèn neon ở đây ha ấn OK rồi phải chuột vào trang thiết kế mình sẽ chọn cây cọ là soft round và chúng ta có thể chỉnh sai cái cây cọ này lớn lên ha mình sẽ tạo một cái nguồn sáng ở phía trên cái nhân vật iron man của chúng ta mình vẽ một cái nguồn sáng vào rồi mình sổ cái thuộc tính của layer xuống và chọn là screen các bạn nha screen đó các bạn thấy cái nguồn sáng <laughs> ở góc phải phía trên iron man rồi đó rồi ở đây cái độ opacity là cái độ đục của cái layer này mình có thể giảm nó xuống một chút để cho cái tác động của nguồn sáng này nó không có mạnh quá mình sẽ để khoảng 50 phần trăm ha tương tự mình click vào nút màu ở đây và mình sẽ chọn tiếp màu xanh và mình vẽ một cái góc màu xanh vào phía dưới hình Iron Man đó ở đây chắc mình để opacity 40 phần trăm ha đó tiếp đến nếu như các bạn muốn tăng cái độ tương phản của hình Iron Man của chúng ta thì ở góc phải phía bên dưới có hình cái hình tròn nửa trắng nửa đen á chúng ta click vào và nhấn vào cái hiệu ứng là level ha level. Chúng ta cũng phải chuột vào cái layer hiệu ứng level chọn là create clipping mask để cho nó chỉ ảnh hưởng tới cái layer của hình Iron Man thôi ha. Ở trên đây chúng ta có cái bảng property, nếu bạn không có thì vào window chọn property ha là mình sẽ có cái bảng property giống như vậy thì chúng ta có thể tăng hai cái nút ở hai bên này để tăng cái độ tương phản của hình Iron Man của chúng ta. Tiếp đến tiếp đến mình muốn tạo một cái một cái nguồn sáng xuất phát từ đôi mắt của Iron Man nè và cái 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 này là cái cái cục phát năng lượng của Iron Man ha. Thì mình cũng sẽ click vào nút create new layer tạo một cái layer mới phải chuột layer đó chọn là create clipping mask để áp cái layer đó vào layer Iron Man tiếp tục mình sẽ dùng công cụ plus tool phím tắt là chữ b bò click vào nút màu ở đây mình chọn là màu trắng ha ấn ok rồi mình sẽ chỉnh cái đốm trắng này tới kích thước thích hợp và mình thêm cái cái màu trắng vào đây ha tùy các bạn muốn ánh sáng trắng hay ánh sáng xanh thì chúng ta vẽ cái màu đó vào ha mình vẽ vào chỗ cái cục phát năng lượng và chỗ hai con mắt của iron man luôn rồi sổ thuộc tính của layer xuống chọn là screen các bạn nha screen đó chúng ta đã có được hiệu ứng hai cái đốm trắng nè rồi bây giờ mình muốn cái đốm trắng nó tỏa ra nhẹ ra phía ngoài chút nữa thì mình tạo thêm một cái layer mới cũng phải chuột vào layer đó chọn là create clipping mask ha nhưng mà ở đây cái opacity là cái độ độ đục của layer này mình sẽ giảm xuống khoảng 30 phần trăm rồi mình sẽ dùng công cụ brush tool mình vẽ cái nguồn sáng trắng thứ hai ha cho nó bự hơn đó opacity 30 phần trăm hơi lớn quá mình để khoảng 10 phần trăm thôi Đó như vậy là chúng ta vừa thiết kế xong mẫu Iron Man hiệu ứng polygon các bạn ha, rất là đơn giản. Sau khi thiết kế xong chúng ta tắt cái layer background đi, vào image vào trim để mình sáng xác cái thiết kế này lại và các bạn vào file save để chúng ta lưu thiết kế này với định dạng là PNG các bạn nha. PNG và sau đó mình sẽ vào gecko.vn, g e c k o.vn. Mình click vào một app thiết kế ha, chúng ta sẽ mở được ứng dụng thiết kế áo, rồi mình click vào nút upload ảnh và upload cái mẫu này lên. Đó là chúng ta đã đưa được cái mẫu thiết kế vừa lưu lên trên áo ha, rất là đơn giản. Chúng ta vừa thiết kế xong mẫu Iron Man hiệu ứng polygon ha ok mình sẽ luôn thiết kế này lại các bạn ơi nếu có ý tưởng thiết kế hãy đăng với một bình luận giúp mình nha rồi bây giờ để mình vào bình luận mình check những cái comment nha hai thanh bình ơi ở thanh bình có câu hỏi là mình có thể thiết kế mọi loại áo không thì cái gì cái nào mà mình hướng dẫn thiết kế được á thì mình hướng dẫn ha. Có rất nhiều yêu cầu mà mình không có suy nghĩ được ý tưởng để thiết kế. <laughs> ok, ok, tổng chào tất cả mọi người nha. Hôm nay nhiều bạn chào quá nên mình chào lại hết thì sẽ rất là mất thời gian. Mình sẽ chỉ đọc những những cái yêu cầu thôi ha à, mình tổng chào tất cả tất cả mọi người nha ok cảm ơn hoàng xuân hai linh linh sito ơi mình đang hướng dẫn thiết kế áo bằng photoshop nha à, được duy tân ơi duy tân gửi duy tân có một câu hỏi là vẽ ảnh từ giấy thành hình ảnh được không Ờ, nếu được thì gửi ảnh cho mình. OK, Tân ơi, hãy inbox, inbox vào fanpage gecko vn á, cái hình mà Tân muốn mình vẽ lại ha. Hai, à, xin chào Thanh Đông Võ, lâu quá không gặp, khỏe Thanh Đông Võ ơi, cảm ơn bạn ok cảm ơn huy bình à, chúc huy bình có một giáng sinh vui vẻ nha Hai, xin chào đỗ đình mệnh nhớ đình mệnh ơi à, tân ơi ngày mai là ngày mai chắc là mình không có like tân ơi à, dạo gần đây thì mình phải live cách ngày để mình chuẩn bị những cái mẫu cho nó đầy đủ ha à, còn live liên tục thì mình nhiều khi mình không có chuẩn bị đủ không có chuẩn bị những cái cái ý tưởng thiết kế cho nó hay kịp Hai à, Trần Thông ơi, Trần Thông câu hỏi là MacBook có tải được không? Được Trần Thông ơi, MacBook tải được Photoshop nha. ok đã nhận được yêu cầu của duy tân nha à, nguyễn sơn có yêu cầu làm áo người sói ok đã nhận được yêu cầu của nguyễn sơn à, đã nhận được yêu cầu của Hứa vĩ là làm áo với biểu tượng răng răng csgo ha rồi tài lê có yêu cầu là làm tướng trong liên quân ok tài lê ơi à, bạn có một cái tướng cụ thể nào không thì gửi gửi giúp mình ha gửi cái tên tướng giúp mình Uh, huy nguyễn có yêu cầu làm áo ở phía trước là chữ nhật bản còn phía sau là đám mây thì uh, huy minh nguyễn ơi bạn hãy cho mình một cái chữ nhật bản thì bạn gõ cái chữ ra giúp mình ha cho nó chính xác để mình thiết kế cho nó đúng uh, bô minican ơi đã nhận được uh, yêu cầu thiết kế logo chữ a 6 của bô nha nha uh, nếu mà bạn muốn có thêm slogan gì nữa thì hoặc là cái hình dáng của logo như thế nào nữa thì bạn uh, miêu tả cụ thể hơn giúp mình Ok đã nhận được yêu cầu làm tướng ngộ không trong game Liên Liên quân Liên quân của Đăng Thành nha. Ok, chúng ta tiếp tục đến với uh, ý tưởng thiết kế tiếp theo. Tiếp theo là mình có nhận được một yêu cầu là vẽ một cái logo từ cái hình vẽ trên giấy giống như vậy ha. Đó, một cái ý tưởng rất là hay cái logo thì ở đây mình sẽ vẽ cái logo và lấy cái hình tham khảo là cái hình logo phía bên này ha mình sẽ vẽ lại cho cái logo này đó ok đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một trang thiết kế mới các bạn vào file new <laughs> click vào một riêng và chọn khổ giấy là khổ ba nha ở resolution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn tốt nhất là để 300 các bạn nha. Background content là màu nền mình sẽ chọn là black là màu đen. Ấn create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới. Thì ở đây các bạn đã vẽ được cái hình logo á thì chúng ta chụp bằng điện thoại cũng được ha. Chụp sao cho nó thẳng góc và chúng ta nắm kéo hình đó thả vào trong Photoshop xong rồi phóng nó lên tới kích thước tối đa ha. Mình sẽ cho lên cỡ này và mình sẽ ưu tiên hình hình chú bò cho nó nằm thẳng góc ha cho nó nằm vuông góc với hình thiết kế của chúng ta. Rồi, mình sẽ để cỡ này. Tiếp đến mình có sưu tầm sẵn một cái hình một cái logo chú bò trên mạng, mình sẽ chỉnh nhỏ nhỏ để một góc để mình có cái cái hình tham khảo để mình vẽ lại một cái uh, logo chú bò cho hình này ha. Rồi đầu tiên đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái layer mới Click vào nút Create New Layer góc phải phía bên dưới màn hình nè Đó tiếp tục mình sẽ dùng công cụ <laughs> Brush Tool phím tắt là chữ B bò Sau đó click vào nút màu ở đây Mình sẽ chọn màu đỏ ha Ấn OK <laughs> Phải chuột vào trang thiết kế mình chọn cây cọ là Harrow các bạn nha Rồi cái size của cây cọ mình sẽ giảm nhỏ lại ở đây mình để khoảng nhỏ nhỏ thôi ha ba pixel rồi ở đây ở đây đầu tiên là mình làm một cái sketch mình làm một cái để mình lấy cái hình dáng ha tại vì mình sẽ không vẽ y chang cái logo này mà mình sẽ từ logo này mình sáng tạo lại thì ở đây mình sẽ làm một cái sketch một cái lấy cái tạo dáng trước thì ở trên cái mục smoothing ở đây mình không cần thiết làm trơn cái đường vẽ này nên mình sẽ cho là không phần trăm ha và ở đây <laughs> Ở đây mình sẽ vẽ cũng không cần thẳng thóm gì ha. Các bạn cứ vẽ để chúng ta lấy cái dáng của cái cái logo này trước rồi sau đó mình mới vẽ lại cái đường cái đường đẹp sau. Đó. Chúng ta dùng công cụ là brush tool là phím tắt chữ B bò ha. Còn nếu như bạn muốn xóa cái nét đó đi thì chúng ta dùng công cụ là eraser tool, phím tắt là chữ E các bạn nha. Eraser tool phím tắt là chữ E. Đó. Thì ở đây mình chỉ cần vẽ một nửa con bò thôi ha. Mình sẽ đi nét một nửa chú bò này thôi. đó ở đây vì cái hình vẽ giấy này chưa có đẹp nên mình sẽ tưởng tượng cái hình một cái chú bò theo cái ý tưởng tượng của mình ha để cho nó ngầu thêm còn nếu như mà các bạn đã vẽ giấy mà nó đẹp rồi đó thì chúng ta cứ dùng chúng ta cứ vẽ theo cái nét vẽ trên giấy của chúng ta ha không cần phải tưởng tượng thêm giống như mình Đó. Ở đây vì chỉ là lấy nét thôi nên các bạn cũng không cần phải chăm chút lắm ở cái mảng này ha. Chúng ta cứ vẽ lấy nét rồi chút hồi chúng ta sẽ vẽ một cái nét đẹp á thì lúc đó chúng ta mới cần chăm chút vào cái cái chỗ đó. đó mình sẽ vẽ một nửa chú bò giống như vậy thôi thì bây giờ chúng ta đã có được uh, lấy nét của một nửa chú bò nè rồi mình sẽ xóa bớt đi một nửa ha tiếp tục tiếp tục mình sẽ vào uh, view chọn cái công cụ là ruler ha là cây thước khi mà các bạn chọn cái thước xong á thì trên máy các bạn sẽ xuất hiện hai cái cây thước ở góc trên và góc uh, góc trái giống như mình nè à. thì mình sẽ kéo cái thước ở góc trái này để vào trong chính giữa để mình lấy cái đường giữa của cái hình chú bò này ha. Đó, mình sẽ vẽ một nửa hình chú bò giống như vậy thôi. <laughs> tiếp đến, mình sẽ tạo một cái layer mới. Click vào nút Create New Layer góc phải phía bên dưới màn hình nè. Chúng ta tạo ra hình được một cái layer mới. Rồi tiếp tục mình sẽ dùng cái công cụ plus Tool phím tắt là chữ B bò nè. Click vào nút màu ở đây, mình sẽ chọn màu đen. Rồi bây giờ mình mới cần cái nét vẽ đẹp Thì ở trên menu nằm ngang phía trên có cái phần là smoothing Smoothing sẽ là làm trơn tru cái đường vẽ Ví dụ như chúng ta để smoothing bằng không nè Khi mà vẽ một cái đường á Các bạn thấy cái đường này nó nó không có được trơn Nó nhìn nó không có đẹp Thì ở đây các bạn có thể set cái smoothing lên Ví dụ như mình set cái smoothing này là lên khoảng 50% nè Đó bây giờ khi các bạn vẽ Thì cái đường nó sẽ được trơn rất là đẹp ha đó, tùy vào cái nét vẽ của chúng ta thì chúng ta để cái smoothing thích hợp ha. Ở đây mình sẽ để 50% và mình sẽ vẽ cái đường vào cái layer mới này, cái đường hoàn chỉnh ha. Đó, chúng ta bây giờ mới bắt đầu chăm chút cái đường vẽ nè, dựa vào cái Nét vẽ lúc này chúng ta lấy nét á, chúng ta vẽ theo cái đường đó. cái nét nào dư chúng ta có thể dùng công cụ eraser <laughs> eraser tool ha, công cụ cục gom nè, phím tắt là chữ E nè, chúng ta xóa bỏ cái nét dư đó đi. Mình sẽ để cái layer background là màu trắng cho chúng ta dễ nhìn ha, để màu đen khó nhìn quá. Rồi, tiếp tục mình sẽ click lên lại cái layer cái đường vẽ chì đen của chúng ta nè và mình tiếp tục vẽ đó rất là đơn giản ha khi mà chúng ta đã lấy cái đường nét ở dưới rồi á thì bây giờ chúng ta vẽ nó đơn giản hơn rất là nhiều chúng ta chỉ cần đồ lại cho nó đúng cái đường nét chúng ta lấy thôi đó ok chúng ta vẽ xong một nửa chú bò này nè thì bây giờ <laughs> mình lấy được cái đường giữa này rồi nè thì mình sẽ dùng công cụ chọn khối rectangular marker tool mình chọn một nửa cái chú bò này đi và mình xóa đi ha sau đó mình sẽ vào image vào <laughs> à mình sẽ phải chuột layer chú bò này chọn là duplicate layer nhân đôi nó lên sau đó vào edit và transform chọn là flip horizontal ha để lật ngang chú bò này lại và sử dụng công cụ move tool mình kéo cái layer một nửa còn lại nè, đó mình để vô thì chúng ta đã có được hình một cái chú bò hoàn chỉnh ha. Đó mình bỏ cái đường giữa ra nhìn coi. <laughs> đó chúng ta đã vẽ xong hình một cái chú bò từ cái logo trên giấy rất là hoàn chỉnh ha. Rồi ở đây <laughs> mình sẽ xóa cái layer một nửa đó đi ha rồi ở đây mình sẽ tút lại cái phần bên trái của chú bò này tí hồi mình sẽ nhân đôi cái layer lên lại sau nữa ha thì ở đây mình sẽ tiếp tục dùng công cụ brush tool phím tắt là chữ b bò nè mình sẽ thêm những cái chi tiết nhỏ vào đó chẳng hạn như phần sừng là chúng ta có những cái đường nét của phần sừng giống như vậy ha Đó. <laughs> OK và mình sẽ test, mình sẽ tút tút những cái đường bút này cho nó có góc cạnh ha. Thì mình sẽ sử dụng công cụ eraser, <laughs> eraser tool là công cụ cục gôm á, phím tắt là chữ E. Thì cái kỹ thuật của mình vẽ hay là vậy. Sau khi vẽ xong mình sẽ tút lại cho những cái nét này nó nhọn ở cái phần đầu ha, để chúng ta nhìn cái đường vẽ của chúng ta nó đỡ bị chán đi, nhìn cho nó có góc cạnh. Đó, mình sẽ sử dụng công cụ cục gom. Mình sẽ xóa bớt đi những cái đường nào không cần thiết đi ha. Đó, như vậy thì nét bút của chúng ta có chỗ nhọn, chỗ thẳng, chỗ dày, chỗ mỏng thì nhìn nó sẽ không bị chán các bạn ha. Đó, ok. Ok rồi, tiếp tục mình sẽ <laughs> tô màu, tô màu cho một nửa phần chữ bò này. Mình sẽ tạo một layer mới click nút create new layer góc phải phía bên dưới màn hình nè kéo layer đó xuống dưới cái layer đường viền đen ha mình sẽ sử dụng công cụ brush tool phím tắt là chữ b bò và mình bắt đầu lên màu cho hình này <laughs> ở đây mình có cái hình để tham khảo nên mình sẽ click vào nút màu ở phía bên tay trái này ha mình sẽ hút màu từ cái hình tham khảo này luôn để chúng ta lấy cái màu cho nó được giống thì ở đây nếu như mà bạn không có cái hình uh, logo chú bò tham khảo á các bạn cứ chọn cái màu sắc mà các bạn thích ha ở đây do mình thích cái logo thích cái màu sắc logo này mình đã siêu tầm sẵn rồi mình hút màu từ cái logo đó luôn Ok, các bạn ấn phím tắt là nút Antelope. Rồi click vào cái phần màu đó, chúng ta cũng có thể hút màu ha. Đó là cái phím tắt để chúng ta thao tác nó nhanh hơn rất là nhiều. Phần sừng ở đây mình cũng cho hút màu ở đây luôn ha. Đây là một cái chú bò cà phê sữa. Nâu toàn tập luôn. đó, ok tiếp đến mình sẽ tạo bóng, tạo bóng sáng và bóng đậm cho cái hình này. thì mình đang ở layer màu nè, mình click vào nút create new layer để tạo một layer mới nằm ngay phía trên layer màu ha. các bạn phải chụp vào layer đó chọn là create clipping mask để áp cái layer mới vào cái layer màu của chúng ta. rồi ở cái layer này mình sẽ để opacity là cái độ đục á, khoảng 50 phần trăm ha, ở ok. Và mình cũng sẽ dùng công cụ Brush Tool phím tắt chữ B bò nè Click vào nút màu ở đây, mình sẽ chọn là màu đen ừ, Ok, thì bây giờ bất cứ cái chỗ nào các bạn vẽ lên cái layer này thì nó sẽ làm đậm cái phần layer phía dưới ha Mình sẽ vẽ những cái phần bóng của logo này, bóng bóng tối á này ha rồi thêm phần con mắt nữa cho nó Rồi, tiếp đến mình tạo một cái layer mới góc phải phía bên dưới màn hình, mình cũng phải chuột vào layer đó chọn là create clipping mask để áp cái layer này vào. Thì ở đây mình sẽ vẽ cái bóng sáng vào trong chú bò này. Thì mình sẽ sổ thuộc tính của layer chọn là overlay nha, overlay. Rồi trở lại công cụ brush tool, phím tắt chữ B bò nè, mình click vào nút màu ở đây và ở đây mình sẽ chọn màu trắng ok rồi thì bây giờ tất cả những chỗ nào mà các bạn vẽ vào cái layer này nè nó sẽ làm sáng cái layer màu ở phía dưới của chúng ta ha thì ở đây mình sẽ vẽ cái bóng sáng vào một nửa phần của logo chú bò của chúng ta rất là đơn giản các bạn ha <laughs> ok ở đây mình thêm một cái bóng đen ở phần phần cái lỗ tai của chú bò chỗ này đi Hôm nay là mình hơi 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 bị viêm họng nên có thể giảng nó không được hay Có gì các bạn mọi người bỏ qua giúp mình nha Đó, Ok, rồi bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ chọn khối nè Rectangular Maker Tool Mình chọn khối một nửa cái bên bị dư ra của chú bò này nè Mình ấn Delete để xóa những cái layer màu ở chỗ đó đi ha Rồi sau đó mình sẽ ấn nút Shift chọn hết một những cái layer một nửa bên này của chú bò Chúng ta phải chuột chọn là à chúng ta group nó lại đi ha để mình coi coi cách nào hay hơn ok khoan group đi mình phải chuột mình chọn duplicate layer để nhân đôi nó lên nhân đôi layer này lên sau đó các bạn vào edit transform chọn là flip horizontal ha chúng ta lật ngược cái cái hình chú bò này lại và mình sẽ ghép vào một nửa bên kia đó mình kéo cái cái thanh giữa ra đó như vậy là chúng ta đã có một cái logo hình linh vật một cái chú bò hoàn chỉnh ha chúng ta vừa vẽ xong thì ở đây mình sẽ chọn những cái layer nào tương tự với nhau à không cần đâu các bạn ấn nút ship chọn hết những cái layer của chú bò này ha ở góc phải phía bên dưới màn hình đó chúng ta click vào cái nút có hình tập tin để chúng ta group nó lại thành một cái tệp ha để chúng ta dễ thao tác đó chúng ta có cái group này là cái tập tin uh, của cái logo hình chú bò rồi ở đây phần có con con mắt màu trắng nè mình chưa có vẽ phần màu trắng vào chỗ con mắt này mình sẽ vẽ thêm vào ha Đó, rất là đơn giản luôn Ok, tiếp thích Tiếp đến chúng ta vẽ những cái uh, chi tiết ở bên ngoài nữa ha uh, Tiếp theo mình sẽ tạo một cái layer mới Click vào nút Create New Layer nè Ở đây mình sẽ vẽ cái này là cái uh, Mình cũng không biết là cái gì Cái logo của chúng ta có cái hình đó ha Thì ở đây mình sẽ sử dụng công cụ là Pen uh, Tool, phím tắt là chữ B phở ở menu nằm ngang phía trên đó các bạn sổ xuống và chọn thuộc tính là shape nha ở cái ô fill này mình sẽ click vào và chọn là màu trắng ha ô, ô stroke là viền các bạn muốn có cái viền này là màu gì thì ở đây mình sẽ cho là màu đen rồi ở tiếp đến là chúng ta có kích thước viền mình sẽ để khoảng 15 pixel thử xem ha 10 pixel thôi mình sẽ để thử là 10 pixel rồi mình sẽ vẽ cái trong này ra ha 10 pixel thì hơi nhiều quá mình sẽ giảm lại khoảng 5 pixel thử coi nó vừa hơn không Ok, năm pixel có vẻ ổn á. Rồi ở đây hình này mình có phải phải chuột vào layer chọn là duplicate layer để nhân đôi nó lên ha. Ừ, ok, rồi. À khoan đi, chúng ta vẽ những cái chi tiết nhỏ của cái cây gậy này đã. Thì ở đây ở đây là có những cái này giống như theo mình nghĩ là chắc là kiểu một cái cây lúa, cái cây lúa lúa mạch á. <laughs> một cái lá lúa mạch. Để đây tiếp tục mình sẽ sử dụng công cụ Pen Tool giống lúc nãy ha. Mình sẽ vẽ ra những cái lá lúa mạch. Đó. Rồi ở đây để chúng ta có thể chỉnh được những cái nét pen này nè Nếu như chúng ta vẽ sai á Các bạn có thể dùng cái công cụ là Direct selection tool nè là chúng ta có thể chỉnh những cái 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 điểm ảnh, cái điểm của đường pen này để chúng ta sửa lại cái độ cong. Độ cong của đường bút ha để đạt được cái hình dáng mà các bạn thấy thích hợp. Rồi ở đây mình sẽ phải chuột vào hình dáng này là vào layer này Chọn là duplicate layer để nhân đôi nó lên Và mình sử dụng công cụ move tool Phím tắt là chữ V nè Mình di chuyển và thu nhỏ nó lại một chút ha Rồi chúng ta cứ nhân đôi những cái layer này lên Và và kéo nó tới vị trí thích hợp, đồng thời mình cũng sẽ hơi thu nhỏ nó lại một chút. Đó. Rồi mình sẽ ấn nút shift chọn hết bốn cái layer bên này, phải chuột chọn duplicate layer nhân đôi nó lên. Rồi vào edit transform chọn là flip horizontal ha lật ngược nó lại và cho nó vào bên phía bên này OK đó. Rồi bây giờ mình sẽ ấn nút Shift, mình chọn hết những cái layer của cái thanh này nè. Rồi các bạn ấn vào nút Group ha để chúng ta nhóm lại thành một cái group. Rồi phải chuột vào cái group đó chọn Duplicate Group ha. Ở hình này chúng ta có bốn cái bốn cái cây đó. À, mình cũng chưa hiểu ý tưởng của logo này là gì nhưng mà chúng ta cứ vẽ lại đúng với với cái cái hình vẽ này ha. Rồi. mình sẽ nhân nó ra làm bốn cái group của cái thanh này ha đó ok rồi tiếp theo mình muốn vẽ cái lưỡi hái này thì chúng ta vẽ như thế nào đầu tiên là mình tạo một cái layer mới ha click vào nút create new layer góc phải phía bên dưới màn hình rồi ở đây mình sẽ dùng công cụ pen tool phím tắt là chữ b phở nè ở trên menu nằm ngang phía trên ở đây mình sẽ để nút fill là không có fill ha mình sẽ chọn hình chữ nhật có dấu gạch đỏ stroke là tạo viền ở đây mình sẽ cho là viền đen mình sẽ click vào màu đen rồi kích thước của cái viền này mình sẽ chỉnh sao cho nó bằng với kích thước của cái lưỡi hái này ha. Mình sẽ để khoảng 30 pixel thử xem. Rồi bây giờ mình vẽ cái đường <laughs> bento này theo cái lưỡi hái. 30 pixel có vẻ nó hơi bị to quá rồi đó. Mình để thử 25 pixel. Đó, 25 pixel thấy nó nó gần bằng với hình này nè. đó cho cái lưỡi hái giống vậy đi <laughs> ok tạo một layer mới mình sẽ vẽ thêm cái lưỡi cái lưỡi của cái lưỡi hái này thì ở đây cái phần fill mình sẽ chọn là màu trắng ha stroke là đường viền ở đây mình sẽ cho là màu đen rồi cái ô kích thước của đường viền này mình sẽ để là khoảng 8 pixel thử xem mình cũng dùng công cụ Ben Tool mình vẽ theo cái cây rìu này ha cái lưỡi hái này chứ, cái cây lưỡi hái này. Đó. Ok, chúng ta chỉ còn vẽ cái đường vòng tròn đen ở dưới đây thì mình cũng sẽ tạo một cái layer mới, mình sẽ dùng công cụ là uh, ellipse tool, phím tắt là chữ U ha, để chúng ta vẽ được hình tròn. ở menu nằm ngang phía trên mình sẽ chọn ô fill, mình sẽ chọn là không có fill ha, chọn hình chữ nhật có dấu gạch đỏ, stroke là chọn là màu đen đúng rồi nè, rồi size mình để 25 thử. thì ở đây khi mà vẽ vào trang thiết kế thì chúng ta sẽ vẽ được một cái đường tròn có cái viền đen có độ dày là 25 pixel đó cỡ này ha rồi sau đó mình muốn xóa một nửa hình tròn thì các bạn phải chuột layer hình tròn nè chọn là rasterize layer tiếp tục dùng công cụ chọn khối Polygonal <laughs> Layer Tool ha, mình chọn khối một nửa hình tròn này và mình xóa nó đi ok rồi bây giờ chúng ta sắp xếp lại những cái layer này ha cho cái vòng tròn này nằm dưới nè cho cái lưỡi hái này nằm dưới cái logo của chúng ta tiếp tục ở những cái layer mà có hình đầu bò và những cái những cái cây 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 này là cây bông lúa nè các bạn phải chuột tạo mình muốn tạo một cái viền trắng ha mình phải chuột mình chọn là blending option nha click vào nút stroke là tạo viền ở đây mình color là màu sắc viền mình sẽ chọn là màu trắng hoàn toàn nè rồi cái size của viền mình sẽ chỉnh lên cho nó thích hợp đó để cỡ này. Rồi chúng ta có thể phải chuột vào layer này chọn là copy layer style ha. Thì chúng ta copy cái layer style của cái group đó rồi phải chuột vào từng group mình chọn là paste layer style mình dán cái đó vào ha là chúng ta sẽ tạo uh, copy cái cái hiệu ứng viền á vào những cái layer còn lại rất là nhanh ha. Rồi bây giờ mình tắt cái layer hình này đi. Đó ok, như vậy là chúng ta vừa vẽ ra một cái logo từ một cái trang giấy vẽ, chụp hình lại và chúng ta vẽ lại trên Photoshop ha. Ok, sau khi thiết kế xong, chúng ta vào image vào trim để mình sáng xác cái hình thiết kế này lại và các bạn vào file save để lưu thiết kế này với định dạng là PNG nha. PNG. Sau đó mình sẽ vào gecko.vn vào ứng dụng thiết kế áo click vào nút upload ảnh và upload cái mẫu thiết kế này lên. Đó ok, mình lưu mẫu này lại nha. Hi, xin chào Tài Lê, có yêu cầu là làm tướng uh, John và ngộ không siêu việt. OK, đã nhận được yêu cầu của bạn nha. OK, bon ơi uh, bạn tổng hợp giúp mình những cái yêu cầu á vào trong một comment thôi ha, để mình khỏi có bị sót những cái chi tiết của yêu cầu của bạn nha. Hi, xin chào Rama Rizy à bạn này chắc người nước ngoài quá. OK, hai xin chào Phạm Công Toàn. Bominicin giúp mình tổng hợp lại cái yêu cầu vào một trong một cái comment ha, để mình không có bị sót nha. OK, OK, chúng ta đến với cái ý tưởng thiết kế tiếp theo. Tiếp theo mình nhận được một yêu cầu là làm mẫu Aquaman. Làm mẫu Aquaman thì chúng ta sẽ chỉnh cái hiệu ứng của hình Aquaman giống như vậy ha. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái trang thiết kế mới các bạn vào file new. Nhưng tiện ai chưa coi Aquaman thì hãy coi đi ha, phim rất là hay, hiệu ứng rất là đẹp các bạn ơi. Rồi click vào một print và chọn khổ giấy là khổ A3. Resolution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn, tốt nhất là để 300 các bạn nha. Background content là màu nền, mình sẽ chọn là black là màu đen. Ấn create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới. Ở đây hình comment mình đã chuẩn bị sẵn ha. Và đã tách nền luôn rồi để chúng ta làm cái cái ý tưởng thiết kế này cho nó nhanh. Đó, mình sẽ nắm kéo thả vòng trong Photoshop thôi. <laughs> Tiếp đến mình muốn chuyển cái hình này thành hình trắng đen. Thì ở góc phải phía bên dưới màn hình á, các bạn click vào cái nút có nửa trắng nửa đen á, click vào và click vào hiệu ứng black and white ha là chúng ta sẽ chuyển được cái hình này thành trắng đen. Rồi bây giờ các bạn phải chuột vào cái hiệu ứng đó chọn là create clipping mask nha để chúng ta áp cái hiệu ứng đó lên cái layer của 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 hình aquaman này thôi mà không ảnh hưởng tới những cái layer khác. Rồi cũng tương tự mình muốn tăng cái độ tương phản của hình này mình click vào cái nút màu ở dưới đây. Mình sẽ chọn hiệu ứng là level các bạn ha, level rồi cũng phải chuột vào hiệu ứng đó chọn là create clipping mask. Sau đó ở trên cái bảng property phía trên này nè, chúng ta nắm kéo hai cái nút ở hai bên để mình tăng cái độ tương phản của hình này lên. Rồi mình tiếp tục click vào hiệu ứng cái nút nửa trắng nửa đen, mình sẽ chọn bảng hue saturation, mình muốn chuyển tổng thể cái hình này nó thành một cái màu hơi màu vàng cam ha, cái màu của bộ giáp của Aquaman á, mình sẽ phải chuột vào cái layer này, chọn là create clipping mask và ở trên bảng property á các bạn click vào cái nút là colorize nha, colorize đó. Rồi ở đây mình ở cái nút hue ở trên đây nè, mình sẽ chỉnh cái màu sắc cho nó đạt được độ vàng như ý ha sẽ để cỡ này rồi cái saturation mình sẽ chỉnh cao lên Ok, cỡ này mình thấy cỡ này là vừa. <laughs> Tiếp đến mình muốn làm một cái nền ở phía dưới kiểu lem 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 á. Thì các bạn phải chụp layer hình Aquaman gốc nè. À khoan, các bạn ấn ship, chọn hết những cái layer của hình Aquaman và hiệu ứng nè. Sorry các bạn, đó chọn hết những cái layer này. Ở trên bàn phím các bạn ấn tổ hợp là Ctrl Alt E nha. Ctrl Alt E là chúng ta sẽ tạo ra được một cái layer mới bao gồm hết những cái layer chúng ta vừa chọn ha. Rồi kéo cái layer đó xuống phía dưới. Mình sẽ dùng công cụ chọn vào nút là công cụ Press Tool, phím tắt chữ B bò nè. Phải chuột của trang thiết kế. Ở đây mình dùng cái cây cọ ở một special effect ha. Thì chúng ta phải dùng Photoshop phiên bản CC 2018 thì mặc định nó sẽ có những cái cây cọ này các bạn ha. Mình sẽ dùng cái cây cọ là Kai Concept Process. Và ở đây mình sẽ từ cái hình đó mình cái cây cọ này có công dụng là nó sẽ làm nhòe cái hình hình gốc của chúng ta ra thành những cái hiệu ứng giống như vậy ha. Đó, thì mình từ cái hình phía dưới Mình làm nhòe ra, mình làm cho cái nền Cho cái hình này các bạn ha Đó, rất là đơn giản luôn đúng không Rồi tạm thời mình tắt layer background Thì ở đây chỉ còn một cái nữa là Ở phía dưới cái hình Aquaman á Chúng ta thấy cái hình Aquaman bị cắt đi như góc Thẳng như vậy thì nó không có đẹp thì ở đây mình muốn cắt cho nó ở một cái uh, kiểu uh, đẹp hơn. Thì các bạn click vào Layer Aquaman á. Click vào cái nút là Add Layer Mask ở góc phải phía bên dưới màn hình ha. Là chúng ta ở cái Layer Aquaman chúng ta đã có một cái Layer Mask ở kế bên nè. Các bạn click vào Layer đó. Thì ở đây mình sẽ sử dụng công cụ Brush Tool. Cái nút màu ở đây mình sẽ chọn màu đen các bạn ha. Ấn OK. Rồi phải chuột vào trang thiết kế. Mình sẽ chọn cây cọ ở mục Dry Media nè. Một cái cây cọ khô rồi cái size kích thước cái cọ này mình chỉnh lên rồi ở đây mình sẽ ở cái layer mask này ở chỗ nào các bạn vẽ màu đen vào á là nó sẽ làm cho cái cái hình phía dưới nó bị mất ở chỗ đó các bạn ha rồi mình cảm giác cái layer cái layer màu mà bị nhòe nhòe ở phía dưới nè nó mờ quá mình muốn cho nó đậm hơn thì chúng ta chỉ cần phải chuột vào layer đó chọn duplicate layer ha nhân đôi nó lên là chúng ta sẽ làm cái layer nó nó đậm lên liền rất là đơn giản các bạn ha rồi ở đây mình sẽ dùng công cụ crop tool phím tắt là chữ c nè mình mở rộng cái trang thiết kế này ra và mình sẽ dùng lại cái cây cọ ở một special effect á Kyle concept process nè. Mình sẽ tút lại những cái góc nào mà nó bị cắt đi giống như vậy ha. Cái này đúng ra từ lúc đầu mà chúng ta vẽ cái hiệu ứng này nè, chúng ta đừng để nó bị cắt cái góc như vậy. Thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ hay hơn là chúng ta crop lại ha. Chúng ta crop lại cái layer này thì nhìn nó cũng không đẹp lắm. Đó, ok, tạm như vậy đi. Đó, như vậy là cách mà chúng ta thiết kế được cái mẫu Aquaman. Aquaman có hiệu ứng uh, một cái nền ở phía dưới là bị uh, kiểu dơ dơ các bạn ha. Đó, rất là đơn giản luôn. Ok, sau khi thiết kế xong, chúng ta vào image vào mục trim để chúng ta sáng xét thiết kế này lại và các bạn vào file save để lưu thiết kế này với định dạng là PNG nha, bng Sau đó mình sẽ vào gecko.vn vào ứng dụng thiết kế áo và mình upload cái mẫu Aquaman mà chúng ta vừa lưu lên. Đó, mình sẽ chọn áo màu đen ha. Ok, như vậy là chúng ta vừa chỉnh hiệu ứng hình Aquaman xong. Mình sẽ lưu thiết kế đây lại. Các bạn ơi, nếu có ý tưởng thiết kế hãy đăng ở dưới một bình luận giúp mình nha. Hi. Ok, Việt ơi, chút hồi mình sẽ check inbox nha. Hi, xin chào Trần Phương. Ờ, ok, Trần Phương ơi, đã nhận được yêu cầu của Trần Phương. Ok, chúng ta đến với cái ý tưởng thiết kế tiếp theo. Ờ, tiếp theo mình nhận được một ý tưởng là làm mẫu áo cặp cho tướng uh, Larpang và Morgana thì mình sẽ ghép hình hai tướng này lại với nhau ha, hai tướng này có hai cái hình rất là giống nhau, mình sẽ ghép lại thành một và chỉnh cái vòng tròn hiệu ứng giống như vậy ha, Là một cái kiểu nhìn nó hiện đại một chút. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái trang thiết kế mới, các bạn vào file new ha và file new click vào mục riêng và chọn khổ giấy là khổ A3 ở ô resolution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn tốt nhất là để 300 các bạn nha ở background content là màu nền ở đây mình sẽ chọn là black là màu đen ấn create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới rồi ở đây hình mình có siêu tầm sẵn hình của À, tướng gì mình quên mất tên rồi mình lâu quá mình không có chơi game này mình quên mất tên rồi và chúng ta nắm kéo thả vào trong photoshop các bạn ha rồi mình canh khoảng một giữa à, một nửa giống như vậy và tướng còn lại mình cũng nắm kéo thả vào trong photoshop ok rồi ở hình tướng này Tướng này mình muốn bỏ đi một nửa của hình này thì chúng ta làm như thế nào? <laughs> mình muốn bỏ một nửa phía bên tay trái của hình cái tướng này ha. Thì các bạn đầu tiên á là cái hình này nó nằm ra phía bên ngoài cái trang thiết kế của chúng ta rồi thì chúng ta phải xóa những cái phần nào mà nằm phía bên ngoài trang thiết kế trước ha. Thì các bạn sẽ dùng công cụ chọn khối nè rectangular marker tool mình chọn khối hết cái trang thiết kế nè sau đó vào image vào crop ha à trước khi làm cái thao tác đó chúng ta phải phải chuột vào cái layer hình chọn là rasterize layer ha chuyển nó thành layer dạng hình trước đã rồi bây giờ mới dùng công cụ chọn khối nè chọn khối cái trang thiết kế và chúng ta vào trong image vào trong crop để Chúng ta cắt hết những cái phần nào mà nằm phía bên ngoài trang thiết kế là bị cắt hết đi ha. Và tiếp tục mình sẽ xóa một nửa của hình này. Mình sẽ dùng công cụ là Rectangular Marker Tool, công cụ chọn khối ha. Mình chọn một nửa của hình này và mình ấn Delete để xóa đi. Tương tự với hình dưới. Ok, chắc mình để lớn cỡ này Tương tự với hình dưới, đầu tiên là mình xóa những cái phần hình nào nằm phía bên ngoài hình ảnh ha Mình dùng công cụ chọn khối Rectangular Marker Tool nè Chọn khối hết trang thiết kế Rồi vào Image, vào Crop Là bất cứ cái phần nào nằm ngoài cái trang thiết kế là bị xóa hết Sau đó mình dùng công cụ là Rectangular Marker Tool Mình chọn một nửa của hình này Và mình cũng Delete ấn delete để xóa đi ha rồi bây giờ mình ghép hai cái hình này mình chỉnh kích thước sao cho hai cái hình này nó to bằng nhau các bạn ha đó ờ, mình sẽ để cỡ này <laughs> rồi bây giờ mình chuyển xuống cái layer hình nhân vật phía bên trái nè mình xóa bớt đi dùng công cụ chọn khối mình xóa bớt đi ha <laughs> rồi bây giờ mình sẽ đưa hình cái gương mặt này vào trong một cái hình chữ nhật một trong mình cái chữ nhật bo tròn để chúng ta làm cái hiệu ứng cho hình này thì đầu tiên mình sẽ vẽ cái hình chữ nhật ra ha mình sẽ dùng công cụ là rounded rectangle tool phím tắt là chữ u nè ở trên menu nằm ngay phía trên ô fill á mình sẽ không muốn tô trong hình chữ nhật này mình sẽ chọn cái hình chữ nhật có dấu gạch đỏ ha ô stroke là ô viền ở đây mình muốn cho là có viền màu vàng màu vàng cam ha mình click vào cái màu đó rồi kế bên là có cái ô để chúng ta chỉnh cái size cái kích thước của cái viền mình sẽ để là khoảng 15 pixel và mình sẽ click vào trang thiết kế sau đó ấn nút shift và nút Alt để chúng ta vẽ được một cái hình hình này là hình vuông có bo tròn ở bốn góc ha mình sẽ kéo hình vuông này lên trên cùng để mình coi cái đóng khung này nó đẹp chưa đó nhìn cũng ok rồi đó rồi bây giờ mình ấn control mình chọn hai cái layer của cái nhân vật phía dưới á mình phải chuột chọn là mẹt layer ha kết hợp chúng lại thành một rồi <laughs> tiếp đến mình muốn là chỉ lấy cái phần nào ở trong cái hình chữ nhật này thôi cái phần nào nằm ở ngoài hình chữ nhật là bị xóa đi bị xóa đi các bạn ha mình sẽ chỉnh xuống cỡ này rồi thì các bạn ấn lên cái layer có hình chữ nhật nè vào select à ấn control click vào cái icon của layer đó là chúng ta sẽ chọn khối được cái hình chữ nhật này. Sau đó click xuống cái layer của hình nhân vật của chúng ta và select vào inverse để đảo vùng chọn và ấn delete là chúng ta sẽ xóa được hết những cái phần nào mà nằm ở ngoài phần chữ nhật ha. Rồi mình sẽ chỉnh lại cái hình này. nằm vào giữa trang thiết kế ha. đó cỡ này rồi mình sẽ phải chụp layer cái đường viền chữ nhật xung quanh đó mình chọn duplicate layer nhân đôi nó lên rồi sau đó mình sử dụng công cụ move tool phím tắt là chữ v mình phóng lớn nó ra ha và cái viền này mình sẽ chỉnh cho cái viền nó nhỏ lại mình sẽ chọn lại cái công cụ rounded rectangle tool nè ở trên menu nằm ngang phía trên click vào cái ô kích thước viền ở đây mình sẽ để là khoảng 5 pixel ha và ở đây mình có thể chuyển cái kiểu viền thành kiểu những cái đường chấm mình chọn thành những cái đường chấm hoặc đường gạch giống như vậy ha đó mình sẽ để thành những cái đường chấm nhỏ như vậy rất là đơn giản ha nhìn hình của chúng ta nó đã hiện đại lên rất là nhiều rồi mình cho lên đây ha tiếp theo mình gõ tên của tướng thôi ờ, tướng này tên gì mình quên rồi ta để mình coi hình coi còn không ở bên đây là lợp lăng cái hình màu xanh là lợp răng thì bên phải chắc là Morgana Ok, để gõ chữ các bạn dùng công cụ là Type Tool phím tắt là chữ T nha Ở menu nằm ngang phía trên mình click vào nút màu ở đây mình sẽ chọn màu màu trắng cho chữ này ấn OK dịch ở bên tay trái một chút chúng ta có cái ô để chọn font mình sẽ chọn font tên là Canis các bạn ha Canis đó mình rất là thích cái font này rồi click vào trang thiết kế Uh, đầu tiên là mình muốn gõ chữ uh, cho cái nhân vật bên tay phải là Morgana đi thì mình sẽ canh chữ này là lề trái mình click vào nút căn canh lề trái ha. Đó, mình gõ chữ Morgana, đúng chữ không ta? Morgana. Ok. Di chuyển nó qua đây. Rồi tiếp tục click vào công cụ Type Tool phím tắt là chữ T nè. Kích là vào cái nút canh lề phải. Ở đây mình sẽ ghi là L lăng. Rồi mình tô đen ha, click vào canh lề phải. đó mình di chuyển hai chữ này ra hai bên một chút rồi ở đây mình sẽ thêm một cái đường gạch màu trắng ở chính giữa mình sẽ click vào nút create new layer để tạo layer mới nè dùng công cụ Light tool phím tắt là chữ U ở trên menu nằm ngang phía trên nó có cái ô way là kích thước của cái uh, đường line này mình sẽ để là 4 pixel ha ở thuộc tính của đường line này mình sẽ chọn là pixel rồi mình sẽ vẽ một cái đường viền trắng vào trong đây rất là đơn giản ha đó như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái hình uh, liên minh huyền thoại một nửa là tướng lập uh, lăng một nửa là tướng morgana Ok, sau khi thiết kế xong chúng ta tắt cái layer background đi vào image, vào stream để chúng ta sáng sát cái trang thiết kế này lại và các bạn vào file save để lưu mẫu này lại với định dạng PNG nha BNG sau đó chúng ta vào gecko.vn vào ứng dụng thiết kế áo các bạn click vào nút upload và upload cái mẫu chúng ta vừa thiết kế lên Đó, rất là đơn giản các bạn ha. Ok, mình sẽ lưu mẫu này lại. Hai Lộc Sa Ma ơi, chắc chưa còn nhiều mẫu ý tưởng thiết kế quá mà từ từ hai cái livestream trước luôn rồi chưa làm xong nữa ráng uh, trong livestream này chúng ta làm xong luôn hai à, bảo duy ơi mình kiếm hình này ở trên google nha hai à, xin chào lê thanh danh ờ uh, chưa đi thanh danh ơi chúc hồi xong livestream mới đi <laughs> ok ok chúng ta đến tiếp tục với ý tưởng thiết kế tiếp theo ha chúng ta chỉ còn bốn mẫu nữa là xong tiếp theo mình nhận được yêu cầu là thiết kế chữ fish chữ cá mà tạo thành hình con cá thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cách làm là đơn giản nhất thôi đầu tiên chúng ta tạo một trang thiết kế mới ha vào file new click vào mục Print và chọn khổ giấy là khổ A3 các bạn nha ở Original Resolution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn tốt nhất là để 300 background content là màu nền mình sẽ chọn là black là màu đen ấn Create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới sau đó mình sẽ sử dụng công cụ Type tool phím tắt là chữ T nè ở trên menu nằm ngang phía trên mình chọn cái màu chữ này là màu trắng dịch qua bên tay trái một chút chúng ta có cái ô để chọn phong chữ mình sẽ chọn phong là Anton ha Anton rồi ở đây mình sẽ gọi chữ fish fish là con cá ha <laughs> mình sẽ kéo dài cái chữ này ra đi cho nó phủ hết cái con cá của chúng ta đó rồi bây giờ muốn tạo cái hình này theo hình dáng con cá thì các bạn vào edit vào transform chọn hiệu ứng là wrap nha ở trên menu nằm ngang phía trên cái ô wrap chúng ta sổ xuống và chọn là fish nè ở đây nè đó có chữ fish nè đó là nó sẽ tạo cái kiểu dáng cho cái chữ này theo hình một cái chú cá chỉ có chưa có phần đầu với phần đuôi thôi Ấn enter rồi tiếp theo chúng ta vẽ cái phần đầu vào cho chú cá này để mình phóng to cái hình chữ fish này lên ha đó rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái layer mới click vào nút create new layer góc phải phía bên dưới màn hình nè sau đó mình sẽ sử dụng công cụ là pen tool phím tắt là chữ b phở ở trên menu nằm ngang phía trên á các bạn sổ thuộc tính xuống và chọn là shape nha ở ô fill mình sẽ chọn là màu trắng ô stroke là có viền không ở đây mình sẽ không vẽ viền thì mình sẽ chọn cái hình chữ nhật có dấu gạch chéo rồi ở đây mình sẽ dựa vào cái độ cong, độ cong của hình chú cá này và chúng ta vẽ ra cái logo vẽ thêm cái phần đầu cho cho hình chú cá này ha. Đó rồi ở đây chưa được thẳng tắp lắm thì chúng ta sửa lại những cái cái đốt của cái đường benton này thì các bạn dùng cái công cụ là direction tool hai phím tắt là chữ a mình chỉnh lại cái vị trí của những cái những cái nút này cho nó thích hợp với chữ fish của chúng ta hơi méo hơi méo. Đó nhưng mà thôi mình 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 hướng dẫn cách làm như vậy thôi ha. Khi mà chúng ta có thời gian á chỉnh lại cho nó đẹp cho nó cái đầu cá của chúng ta nó đẹp. Rồi cũng tương tự đối với cái đuôi cá thôi. Mình cũng sẽ sử dụng công cụ Ben tool tắt là chữ B phở này và mình sẽ vẽ vào cái phần đuôi cá đó ok như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái yêu cầu thiết kế là thiết kế chữ fish thành hình con cá ha đó ok thôi mình tiếp tục với cái yêu cầu thiết kế tiếp theo đi ha <laughs> tiếp tục mình nhận được yêu cầu là làm hình Alan Walker màu trắng xen vàng có nền màu là galaxy hơi tối ok đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái trang thiết kế mới các bạn vào file new click vào nút print và chọn khổ giấy là khổ A3 nha. Resolution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn, tốt nhất là để 300 nha. Background content là màu nền, mình sẽ chọn là màu black. Ấn Create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới giống như vậy. Rồi, hình logo Island Worker mình đã có tìm sẵn, mình sẽ nắm kéo thả vào trong trang thiết kế của chúng ta ha. Đó. Rồi bây giờ mình muốn cho cái cái chữ mà màu xanh này nè cho nó thành màu vàng nhưng mà không chỉ là màu vàng mà nó có hiệu ứng nhũ vàng ha nếu mà để chỉnh thành màu vàng rất là đơn giản các bạn phải chuột vào cái layer này chọn là rasterize layer sau đó dùng công cụ thùng sơn là bất bucket tool click vào nút màu vàng này click vào nút màu ha và chúng ta chọn cái màu vàng ở đây và tô vào thôi là cái chữ này thành màu vàng rồi rất là đơn giản ha ở đây mình sẽ cho cái chữ này là hiệu ứng nhũ vàng luôn chứ không chỉ là màu vàng nữa thì để tạo hiệu ứng nhũ vàng á các bạn lên google xịt từ khóa là gold ha g o l d g -O l d rồi thêm từ khóa là texture t e x t u r e ha mình tìm một cái bề mặt nhũ vàng đó thì mình sẽ lấy cái hình này sau đó mình phải chuột mình chọn là sao chép hình ảnh vào Photoshop vào Edit chọn là Paste để dán cái hình nhũ vàng này lên. Dùng công cụ Move Tool ha mình chỉnh kích thước cho nó che hết cái logo của chúng ta. Tạm thời tắt cái layer nhũ vàng này đi. Rồi bây giờ mình thu nhỏ này lại một chút ha để cho có chỗ vẽ cái mẫu galaxy lên nữa. Rồi ở đây mình sẽ tách riêng cái chữ màu xanh này ra thì mình sẽ sử dụng công cụ Magic Wand Tool nè, phím tắt là chữ W mình chọn cái chữ màu xanh này. Và mình sẽ vào layer, vào new, chọn là layer VK cut ha, là mình sẽ tách riêng cái hình này thành hai cái layer khác nhau, một cái layer có có chữ màu xanh và một layer có chữ màu trắng. Rồi mình sẽ mở lại cái 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 layer mà có hiệu ứng nhũ vàng nè, phải chuột vào layer đó chọn là create clipping mask để áp cái layer nhũ vàng này vào cái layer chữ màu xanh đó ở phía dưới đó ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần đưa hình Galaxy vào thôi Rất là đơn giản ha Mình sẽ lên Google Mình sẽ sạch từ khóa là Galaxy <laughs> Ok mình sẽ lấy một cái hình thật là màu sắc giống như vậy ha Phải chuột chọn là sao chép hình ảnh Mở Photoshop lên Vào Edit Chọn Paste để dán hình ảnh này vào Kéo cái Galaxy này xuống phía dưới cùng ha <laughs> Rồi, ở đây để cho nó đẹp á Để mình coi mình có sẵn cây cọ này chưa Chưa có, ok, để mình hướng dẫn luôn Thì, chúng ta sẽ chỉnh cái này Thành kiểu một cái làng khói Một cái làng khói ha Thì các bạn lên website có tên là BrushEasy B-r-u-s-h-e-e-z-i-dài.com easy ha Ở cái ô tìm kiếm á Mình sẽ sật một cái cây cọ Là smoke, có tên là smoke ha Cái khói á S-m-o-k-e thì mình sẽ dùng cái cọ là Smoke 2 này, Smoke 2 ha, các bạn cài đặt, click vào download tải cái cọ đó về. ở trên trang này những cái cây cọ chúng ta có được tìm được là miễn phí các bạn ha, rất là hay luôn. Ok, mình tải cây cọ này về. Ok, nó lâu quá các bạn ơi Ok, mình chỉ một cái cách đơn giản hơn đi Tải cái cọ này nó lâu quá Thì chúng ta dùng cái công cụ là Brush Tool tính tắt chữ B bò nè Phải chuột một trang thiết kế Mình sổ xuống cái folder Try, try Brushes Cây cọ cứng á Cây cọ khô chứ Mình chọn một cái cây cọ đầu tiên nè Rồi sau đó chúng ta đang ở trên cái layer của cái Galaxy này mình sẽ click vào cái nút là add layer mask ha, mình thêm cái layer mask vào cho cái layer galaxy này. Và cái nút màu ở đây mình chọn màu đen nha. Rồi ở trên cái layer mask này bất cứ chỗ nào mà các bạn vẽ màu đen vào á thì nó sẽ làm cho cái layer gốc của nó là sẽ là hình trong suốt ở chỗ đó ha. Đó, mình tô màu đen vào cái layer mask này. đó rồi ở cái cây cọ này nè thì nó không có được đặt hoàn toàn á nên nó để lại một số chỗ phía bên ngoài như vậy mình thấy nó không có đẹp thì mình sẽ tiếp tục dùng công cụ brush tool phím tắt chữ bê bò nè chọn cây cọ là soft round soft brown và bây giờ mình vẽ vào vẽ cái màu đen vào những cái chỗ bị dư á đó mình xóa hết đi ha thì khi mà dùng cái layer mask này bất cứ chỗ nào mà các bạn vẽ màu đen vào á là nó sẽ làm cho cái layer phía bên dưới nó trở thành trong suốt các bạn ha Ok, rất là đơn giản luôn. Mình tính hướng dẫn cách làm một cái kiểu làn khói. Ừ, nhưng mà Photoshop mình tự nhiên mất mấy cái plus của cái uh, hình khói rồi. Ừ, tải về hơi lâu nên thôi mình làm hiệu ứng này ha. Ok. Ok như vậy là chúng ta đã thiết kế được logo Island Walker có kiểu nửa trắng nửa vàng và mình thêm một cái hiệu ứng galaxy ở đây ha. Ở đây thực ra mình cũng chưa thấy ưng ý lắm đâu, nhìn cũng hơi kỳ. Ờ, ở đây có lẽ là mình sẽ <laughs> Bây giờ nếu như các bạn muốn làm hiện lại những cái chỗ galaxy á thì chúng ta chỉ cần dùng cái công cụ cây cọ này, chọn nút màu ở đây là màu trắng, chọn vào cái layer mask á thì ở đây bất cứ cái chỗ nào chúng ta vẽ màu trắng vào á thì nó sẽ hiện lại cái hình gốc, hình gốc của cái layer gốc của cái galaxy này ha. Đó, mình sẽ để để, nếu là mình thì mình sẽ để để khoảng cỡ này thì nó thích hợp hơn. OK, cái này tùy vào tính sáng tạo của các bạn ha. Đó là cách mà mình uh, thiết kế logo Island Walker rồi có hiệu ứng Galaxy ở phía bên dưới. OK, tiếp đến, tiếp đến, <laughs> mình để cái này cuối cùng đi. Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn thiết kế. Mình có nhận được một yêu cầu thiết kế là làm logo quả cầu Pokemon. Uh, để tên là Phạm Công Toàn thì mình để tên là Công Toàn thôi ha, cho nó ngắn. Phạm Công Toàn thì dài quá, thiết kế không có hợp. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cách để chúng ta thiết kế được chữ theo phong cách Pokemon giống như vậy ha. Đầu tiên là các bạn vào file new để chúng ta tạo trang thiết kế mới, click vào một print và chọn khổ giấy là khổ A3. Original solution chúng ta để 72 hoặc lớn hơn, tốt nhất là để 300 các bạn nha. Background content là màu nền, mình sẽ chọn là black là màu đen. Ấn create chúng ta sẽ tạo được một cái trang thiết kế mới. Rồi để kiếm cái phong chữ Pokemon á, các bạn chỉ cần lên Google, sập từ khóa là Pokemon Fonts ha. Pokemon Fonts, kết quả đầu tiên luôn nè, là có phong của chữ Pokemon. Đó, các bạn download cái phong này về, phong này miễn phí các bạn ha. Rồi chúng ta trở lại Photoshop nè, dùng công cụ Type Tool phím tắt là chữ T. Ở nút màu phía trên, ở đầu tiên là mình sẽ dùng màu vàng ha, mình click vào nút màu ở đây mình có thể hút cái màu vàng trực tiếp từ hình, rồi mình click vào nút màu ở dưới mình hút cái màu xanh ở đây ha, ở đây nếu mà các bạn không có cái chữ Pokemon này thì các bạn có thể chỉnh màu một cách thủ công ha, không cần hút màu như mình. Rồi mình đang ở công cụ type tool nè, chúng ta chữ T, ở menu nằm ngang phía trên, click vào nút màu ở đây, mình chọn trước là màu vàng nè, dịch qua bên tay trái chút sau khi chúng ta cài đặt phong thì chúng ta sẽ có cái phong là Pokemon thì nó sẽ có hai phong luôn ha một cái là solid là đặc và một cái là hollow là rỗng thì ở đây mình sẽ chọn cái solid trước và mình sẽ ghi chữ trước ha đầu tiên là công toàn nè rồi mình phải chụp layer đó chọn là duplicate layer nhân đôi nó lên rồi mình sẽ dùng công cụ Type Tool nè Ở trên menu nằm ngang phía trên mình chọn lại cái phong là Pokemon Halo ha Halo Ở đây cái nút màu mình click vào và chọn lại là cái màu xanh ha Đó thì ở đây chúng ta có hai cái phong ha Một cái phong là uh, rỗng Một cái phong là đặt ở bên trong là chúng ta sẽ tạo ra được cái chữ giống như vậy <laughs> rồi để mình coi tiếp theo là chúng ta có hiệu ứng bóng đổ bóng ok ở đây mình sẽ ghi dấu cho nó nữa ha ghi dấu nữa cũng tương tự các bạn phải chụp cái layer uh, phải chụp layer chữ công toàn nè mà layer đặt á chọn duplicate layer rồi cái phong những cái phong này thì nó không có hỗ trợ dấu tiếng Việt đâu nên chúng ta phải làm theo cách thủ công ha ở đây mình sẽ sửa cái này thành chữ V đó rồi mình sẽ dùng công cụ Move Tool mình lật ngược cái chữ V này lại là chúng ta làm ra được cái dấu O ha đó rất là đơn giản luôn rồi phải chuột vào cái layer chữ V này Duplicate layer nhân đôi nó lên Dùng công cụ Type Tool nè. Sửa cái phong này lại. Thành Pokemon Holo ha. Rồi chỉnh cái nút màu này. Chuyển nó thành màu xanh. Đó. Tương tự y chang đối với dấu huyền. Mình sẽ nhân đôi cái layer này lên. Đó. Dấu huyền thì chúng ta giống cái uh, chữ Y hoặc là cái uh, dấu trừ các bạn ha. Mình gọi chữ Y thì không phải rồi. Cái dấu gạch ngang. Cái dấu trừ á đó là mình làm ra được cái dấu huyền ok rất là đơn giản đúng không cũng nhân đôi layer đó lên sửa cái màu chữ lại sửa cái phong chữ lại đó rồi mình sẽ tạo cái hiệu ứng đổ bóng xuống phía dưới Thì đầu tiên Mình sẽ chọn hết nguyên cái layer chữ công toàn này nè Mình sẽ nhóm nó lại thành một ha Ở menu nằm ngang phía dưới á Góc phải phía dưới á Các bạn click vào cái nút có hình tập tinh á Để chúng ta group lại hết cái dòng chữ này lại thành một Phải chuột vào cái group đó Chọn duplicate group ha Nhân đôi nó lên rồi chúng ta phải chuột vào cái group phía dưới á, chọn là merge group ha, chuyển nó thành một cái layer thì chúng ta có một cái layer giống như vậy. Rồi bây giờ mình muốn chuyển toàn bộ cái layer này thành cái màu xanh, phải chuột ha, chọn blending option. Click vào hiệu ứng là color overlay nè. Phần blend mode chọn là normal, click vào nút màu mình sẽ chọn là màu xanh ha. Ấn ừ, ok. Đó là nguyên cái hình phía dưới này thành màu xanh hết rồi á. Thì ở đây ở đây các bạn dùng công cụ Move tool ha phím tắt là chữ V nè vào Edit vào Free Transform rồi chúng ta click vào cái góc một cái góc ở phía bên trái phía dưới nè chúng ta ấn xuống một xíu ấn qua trái một cái ha ấn Enter sau đó trên bàn phím chúng ta ấn tổ hợp Ctrl Alt, Alt Shift T ha chúng ta nhân đôi những cái layer đó lên và mỗi cái layer nhân đôi lên nó đều dịch qua bên trái một pixel dịch xuống dưới một pixel ha đó chúng ta có cái hiệu ứng này rồi mình ấn nút shift mình chọn hết những cái layer đó mình phải chuột mình chọn là mẹt layer kết hợp nó lại thành một ha rồi mình phải chuột vào layer này chọn planning option mình tạo một cái hiệu ứng có màu chuyển trên trên cái phần bóng này mình sẽ chọn hiệu ứng là gradient overlay nha gradient overlay ở cái bảng gradient này nè, à, ở cái phần style các bạn chọn là linear nha, angle để là 90 độ, rồi click vào bảng gradient. ở đây mình sẽ cho ba cái nút màu trắng đen và mình di chuyển cái phần nút màu vị trí trắng đen này nè, tới cái vị trí tích hợp ha, mình sẽ di chuyển tới cỡ này cho cái phần trắng nó nằm giữa. đó. Ok, rồi tiếp đến <laughs> Tiếp đến các bạn thấy xung quanh cái phần chữ phần viền nè và phần chữ vàng á nó có một cái đường gạch màu vàng như vậy là tại vì cái layer mà của cái cái kiểu chữ viền với là cái layer của cái chữ đặc á nó sát rạc nhau luôn nên nó sẽ để ra dư một cái cái đường viền màu vàng như vậy thì bây giờ mình sẽ chọn những cái layer nào mà của thuộc về cái đường viền á mình sẽ nhóm nó lại thành một ha Đó, mình có ba cái layer này. Mình sẽ phải chuột mình chọn rasterize type rồi phải chuột chọn merge layer kết hợp chúng lại thành một. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái viền xanh xung quanh nó, mình phải chuột chọn blending option ha. Click vào hiệu ứng stroke là tạo viền. Ở đây cái position mình sẽ chọn là center và mình để khoảng 1 pixel thôi là đủ rồi ha. Click vào color là màu sắc nè. Mình sẽ hút cái màu xanh của cái chữ này ra. Đó một pixel là đủ rồi các bạn ha, à, là đủ che rồi. Đó phần chữ màu xanh đã đủ che cái phần chữ màu vàng rồi. <laughs> Tiếp đến những cái phần chữ nào bị cắt vô vô như vậy nè, mình sẽ dùng cái công cụ chọn khối Polygonal Lasso Tool mình chọn khối phần chữ đó ha và ấn Delete thôi, xóa nó đi thôi không có gì hết rất là đơn giản ở đây chữ nào nằm bên tay trái á, là cái chữ đó nằm phía trên các bạn ha đó giống như chữ a với chữ n chúng ta xác định chữ nào nằm đèn chữ nào thì chữ a là chữ nằm bên tay trái thì nó sẽ nằm đè lên chữ n ha. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi tiếp đến mình tạo thêm một cái hiệu ứng nữa. ờ à, để coi. Rồi ở đây mình sẽ chọn hết những cái layer mà chữ của cái chữ đặt á mình phải chuột cũng chọn là rasterize type ha, rồi phải chuột chọn là merge layer kết hợp chúng lại thành một. Rồi bây giờ mình click lên cái layer chữ công tàng ở trên nè. Mình sẽ phải chuột, mình chọn là à, duplicate layer nhân đôi cái layer này lên. Ấn ok. Rồi, ở cái layer của cái phần viền chữ mà nằm đè lên trên cái nằm ngay phía trên layer cái chữ đặt á các bạn thì các bạn phải chuột vào layer đó ha chọn là create clipping mask để áp cái layer đó lên phía trên cái layer chữ đặt thôi rồi phải chuột vào layer đó chọn là blending option ha ở đây mình sẽ chọn hiệu ứng là drop shadow là đổ bóng đâu rồi drop shadow nè đó đổ bóng thì ở đây cái phần distance là khoảng cách bóng mình sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại. Cái size là kích thước bóng mình sẽ chỉnh nó cỡ cỡ này ha. Rồi opacity là cái độ độ đục của cái bóng này, mình sẽ để cỡ nào? Cỡ 30% đi, mình thấy 30% là thích hợp. Angle ở đây mình sẽ để góc từ phải chiếu sang từ phải phía trên chiếu sang xuống phía, phía dưới ha, mình sẽ để góc 45 độ đi. Đó spread để 100% ha. Size ở đây chắc để không quá. Ok. Đó là chúng ta tạo ra được chữ có hiệu ứng kiểu như chữ Pokemon các bạn ha. Ở đây mình muốn cho chữ này nó cong lên phía trên. Mình sẽ chọn hết những cái layer chữ ha. Phải chuột chọn là mẹt layer kết hợp chúng lại thành một. Rồi vào edit vào transform vào wrap ở menu nằm ngang phía trên ô wrap ấy, mình sẽ chọn hiệu ứng là arc arc ha là mình sẽ bẻ cong được cái dòng chữ này ấn enter đó rất là đơn giản luôn này ít cong quá để cho cong thêm đó rồi ở đây mình chỉ cần đưa logo Pokemon vào ha Quả cầu Pokemon Thì mình chỉ cần lên Google Mình sạch từ khóa là Pokemon thôi là Mình tìm ra được cái hình quả cầu Pokemon ha Đó các bạn coi thích cái logo nào Lấy cái logo đó ha Ok mình vào một tool và một size Chọn Large để tìm ra được những cái hình Có kích thước lớn nha mình sẽ lấy hình này phải chuột luôn hình ảnh về máy tính ok mở folder mở photoshop lên mở folder của hình lên chúng ta nắm kéo hình thả vào trong photoshop đó mình sẽ để cỡ này ok mình sẽ ấn control kết hợp hai cái layer này lại thành một phải chuột chọn Make layer ha. Ở đây mình muốn làm một cái hiệu ứng cuối cùng là tạo viền xung quanh nguyên cái logo này Mình sẽ phải chuột chọn Blending Option Click vào nút Shop là tạo viền ha Click vào Color là màu sắc viền mình sẽ chọn là màu trắng OK Rồi cái Size viền mình sẽ chỉnh lớn lên Position các bạn nhớ chọn là Outside nha Chúng ta làm viền ra phía ngoài Đó cỡ này Ok, rất là đơn giản đúng không? Như vậy là chúng ta đã tạo được cái uh, một cái logo Pokemon và chữ chữ theo kiểu chữ Pokemon rất là đơn giản. Rồi ở đây mình sẽ tắt cái layer background đi, vào image vào trim để chúng ta sáng sát hình thiết kế này lại và vào file save mình sẽ lưu thiết kế này với định dạng là PNG các bạn nha. BNG sau đó mình vào gecko.vn vào ứng dụng thiết kế áo rồi click vào nút upload ảnh và upload cái mẫu vừa thiết kế lên đó ok mình lưu thiết kế này lại mình lưu là hiệu ứng chữ uh, pokemon nha hiệu ứng chữ pokemon đó. <laughs> okay, Phụ Huyền ơi. À... Ở ngày mai mới chính thức là Noel Đúng rồi, ngày mai là ngày 25 Nhưng mà thường là mọi người sẽ Celebrate, tổ chức vào tối 24 nha à, Tối 24 Nhưng mà dạo này mình thấy Noel Ở Sài Gòn thì nó không có gì đặc sắc hết Đường phố, đồ cũng chưa có lên đèn Cũng chưa có trang trí gì hết À, mình không có cảm giác được cái không khí noel như là những các cái năm trước ha các năm trước mà tới giờ này là đường phố là sáng chân luôn trang trí hết rồi trang trí để dành cho năm mới rồi để dành cho tết luôn còn tới giờ noel rồi mà mình thấy cũng bình thường à đi đường thấy cũng như mọi ngày nên thôi hôm nay đón noel trễ chút không sao để dành thời gian thiết kế hết cho cho mọi người ha hai nguyễn thắng ơi ờ cái yêu cầu logo rùa cá sấu của nguyễn thắng mình chưa hiểu ha là kiểu như một con rùa rồi có đầu cá sấu hay là sao nguyễn thắng ơi chứ cái loài rùa cá sấu là loài gì mình mình không có biết á hay là đây là con này rùa cá sấu giống như vậy à chắc đây là cái giống rùa cá sấu ok cái con rùa này mình nghe nói là cái hàm cực kỳ mạnh luôn cái giống rùa có cái hàm cực kỳ mạnh ok Nguyễn Thắng ơi rùa agi, alligator đúng rồi rùa cá sấu mình có coi phóng sự về cái con rùa này rồi mà quên mất ok Bominican ơi đã nhận được yêu cầu tổng hợp của Bominican nha ok Nguyễn Thắng ơi đã nhận được yêu cầu của bạn ok chúng ta chỉ còn một cái uh, ý tưởng thiết kế cuối ý, uh, một cái yêu cầu thiết kế cuối cùng thôi là hướng dẫn cách phẫu thuật một người người mập thành người gầy thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cái công cụ mà để sử dụng làm cái hiệu ứng đó ha chứ để photoshop từ một người mập thành người gầy thì mình không có chuyên về cái kiểu đó mình chỉ biết là người ta dùng cái công cụ nào thôi thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái công cụ đó ha ví dụ mình có hình một cái người mập đi để mình coi coi đây ví dụ mình có hình thôi để mình lấy hình hình nào đây ví dụ hình này đi mình muốn bóp lại cái bụng ở đây thì làm thế nào đầu tiên mình sẽ lưu cái hình này về máy tính ha mở bằng photoshop lên rồi để chỉnh mập thành ốm á cái công cụ cơ bản nhất luôn các bạn vào filter nha chọn là liquify liquify Phím tắt là Shift Control X nha, Shift Control X. Ấn vào cái công cụ đó. Rồi tiếp đến. Để cho dễ làm, ở đây các bạn click vào là show backdrop nha. Nếu mà không có show backdrop á, chúng ta không có thấy được hình dưới thì không khó biết cái độ chỉnh hình của chúng ta đến cái mức nào rồi đó. Thì thường là mình sẽ click vào show backdrop để mình thấy được cái phần dưới nè. Rồi cái phần opacity á À, cái phần uh, mode á, là mình sẽ chọn là p2 ha opacity mình sẽ để khoảng uh, 20 đó là khi chỉnh các bạn thấy được cái hình gốc ở phía dưới là nó như thế nào ok opacity mình sẽ để 75 chứ mình nhầm á để 75 đi thì nó dễ nhìn hơn đó thì những cái công cụ mà chúng ta có đầu tiên á, là cái công cụ Forward Grab Tool có hình cái tay nhấn xuống á, thì ở đây các bạn chỉnh tới đâu á là sẽ kéo kéo cái cái hình nó 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 nhỏ lại chỗ đó ha. Đó dùng cái công cụ này. Thì ở phía bên tay phải nè, chúng ta có cái Brush Option, Brush Tool Option á là chúng ta có thể chỉnh được cái cái thuộc tính của cái cây cọ này. Thì đầu tiên chúng ta có Size là kích thước cọ, Pressure là cái độ mạnh nhẹ. Giống như chỉnh 100% kéo thì nó rất là mạnh ha, rồi chỉnh nhỏ lại thì kéo thì cái hiệu ứng nó sẽ nhẹ lại đó tùy vào chúng ta chỉnh density là cái mật độ mình cũng chưa rành density lắm ha uh, density thì mình không có dùng nhiều mình mình thấy nó nó mình cũng chưa biết nó là công dụng gì đó thì chúng ta có cái công cụ này chúng ta cứ đẩy đẩy cái hình này vô đó tới vị trí nào thích hợp ví dụ thôi ha ví dụ mình bóp cái hình này cho nó nhỏ lại ngoài cái công cụ cái cây cọ này phổ biến là cây cọ này chúng ta tiếp tục ở phía dưới còn những cái công cụ khác nữa ha ví dụ như là cơ tool là công cụ thu nhỏ tổng thể lại ha như dùng công cụ này các bạn bóp vào đó là các bạn bóp tổng thể vào chính giữa giống như vậy ha rồi tương phản với cơ tool chúng ta có cái cây cọ này tên là plot tool là chúng ta đẩy mọi thứ to ra đó là cái công cụ này để làm từ ốm thành mập nè đó chúng ta đẩy mọi thứ to ra đó bên đây cái dàn công cụ này Là những cái công cụ phổ biến Để chúng ta có thể chỉnh cái hiệu ứng uh, Photoshop ha Bóp cái hình nó lại từ ốm thành mập Hoặc là chúng ta sáng tạo ra những cái Cái uh, Hình dáng hình gì đó mà các bạn thích Cái công cụ này rất là hay luôn các bạn ơi Được sử dụng trong Photoshop Rất là nhiều ha Đó ví dụ mình chỉnh xong rồi Ấn OK đó như vậy là cái hình của chúng ta đã được thon hơn chút nè để đẹp hơn thì các bạn uh, dùng nhiều thời gian hơn ha bóp những cái đường này cho nó thẳng thóm rồi cho nó thon thả nè có thể là vừa chúng ta vừa tách nền cái hình này ra vừa bóp ha giống như các bạn không thích hai cái bàn tay này nè thì chúng ta tách riêng nó ra luôn tách riêng cái layer này ra chọn khối vào layer vào new chọn là layer via cut ha chúng ta cắt riêng cái tay nó ra luôn để cho nó không ảnh hưởng gì hết rồi bây giờ chọn vào cái hình background thì bây giờ khi mà chúng ta bóp vào filter vào liquify nè chúng ta chỉnh cái hình bên tay trái này thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái tay đó nữa đó cái tay chúng ta vẫn vẫn giữ nguyên thì chúng ta chỉnh nó dễ hơn ha đó bên tay trái này thon là các bạn thấy không đó cái tay này vẫn giữ nguyên vị trí đó sau khi tách xong dùng uh, chỉ xạo Photoshop, chúng ta vẽ lại cái nền trắng phía dưới thôi, không có gì hết. Đó là kiểu kiểu như vậy, đó là cách mà chúng ta dùng Photoshop để bóp, uh, chỉnh sửa hình ảnh ha kiểu phẫu thuật á biến người ốm thành người mập biến tùm lum hết á nhiều cái chức năng lắm công cụ đó rất là hay các bạn photoshop rất là mạnh ở công cụ đó ok hôm nay là livestream ok xong hết mẫu rồi tại vì những cái cái yêu cầu thiết kế này là từ hai cái livestream trước luôn mình cứ không đủ thời gian rồi mình là không có hết bây giờ thì đã xong hết rồi mừng quá ok như vậy là chúng ta có thể kết thúc livestream ở đây À, à, Quang Huy Trương có hỏi phím tắt để phóng to nhỏ cái công cụ là à, cái dấu ngoặc vuông các bạn ha ở trên bàn phím á à, cái dấu này nè để mình vẽ ra cho các bạn thấy hai cái dấu ngoặc vuông này các bạn ha đó hai cái dấu ngoặc vuông này là chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái cây cọ của chúng ta. Ok công toàn ơi Cảm ơn công toàn đã cho mình thiết kế Hai Duy Phú Hai ờ, uh, Chào Bô một lần nữa uh, à, Ok cảm ơn Bô Ok để mình vào inbox mình à. Ôi, rất cái Rớt cái headphone Để mình vào inbox mình check comment trước ha Để không có bỏ xét sót cái comment nào trong facebook Tại vì thường thường mình livestream xong á, Là sẽ có một admin khác trực facebook thì admin khác nhiều khi họ mở cái tin đó ra họ đọc không có hiểu đây là một cái yêu cầu thiết kế nên uh, cuối livestream thì mình hay check inbox, mình lưu hết những cái mẫu yêu cầu ở trong livestream trước. Ok, việc có gửi mình một yêu cầu là thiết kế lại logo này. Ok, logo này hơi bị nhỏ ha. Từ logo này mình sẽ vẽ theo một cái chiếc xe khác, cái chiếc xe H2R để mình copy cái cái yêu cầu của việc. Um... Yamaha ờ, cái logo dựa trên một hình ảnh người chiếc Yamaha chỉnh nó lại thành chiếc h2r màu xanh lá và tông xanh lá ha ok đã nhận được yêu cầu thiết kế của việc nè rồi inbox chúng ta còn có Ok bommini ơi đã nhận được yêu cầu thiết kế của bomminiken nha làm logo lớp chữ a6 rồi những cái yêu cầu thiết kế trong comment thì mình vẫn check các bạn ha mình vẫn bỏ vào trong uh, những cái phần uh, chuẩn bị yêu cầu thiết kế của mình nên các bạn đừng lo đừng đều có check hết á nhưng mà mình sẽ check inbox trước ok trong inbox của chúng ta có hai yêu cầu đó thôi à, duy phú ơi mình đã làm mẫu a lên worker rồi duy phú ơi Ok Nguyễn Thắng ơi Hai Trần Minh Lực có câu hỏi là Muốn show công cụ nhiều hơn Nó hiển thị ít quá ờ, Mình chưa hiểu lắm về Cái câu hỏi của Lực Thường Photoshop thì sẽ có cái thanh công cụ Ở phía bên đây nè Đó Thì thường là có bao nhiêu đây công cụ thôi Mình cũng không biết có nhiều hơn nữa thì tất cả những cái show hay tắt á, các bạn vào window nè mở lên ha cái thanh công cụ là chỗ tool này nè các bạn vào window tool là mở được cái thanh công cụ này đó rồi còn nhiều các bản hiệu ứng rất là nhiều luôn ở đây mình chưa có dùng hết được các bản này luôn ha chưa nhiều khi chưa có biết hết được tất cả các bản này nó có công dụng gì luôn ha đó các bạn cứ mở lên rất là nhiều công cụ ở đây OK, bỏ chữ Lê Gia Huy. OK, Việt Bin, uh... Uh, mình sẽ ghi là bỏ chữ Lê Gia Huy ha. Mình có thay bằng chữ gì khác không Việt Bin ơi? Uh, nếu mà chỉ có cái logo hình không thì nó hơi đơn giản á. Việt ơi, Việt có muốn thêm 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 chữ gì vào không? À, cái trái tim thì ở đầu livestream mình có nhận được rồi ờ, sau cái uh, livestream mình sẽ siêu tầm lại những cái yêu cầu thiết kế trong bình luận ha còn hiện tại tại vì uh, ở Facebook thì nó hiển thị không có hết được bình luận nên mình không có có check pin ngay bây giờ ok ok thôi chúng ta đã livestream được hơn 2 tiếng rồi đó Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là từ thứ hai cho tới thứ sáu bắt đầu từ lúc 8 giờ tối các bạn ha. Thì dạo gần đây thì mình sẽ livestream vào thứ hai, thứ sáu thôi. Còn ba thứ năm là mình sẽ để dành để mình soạn những cái uh, uh, mẫu thiết kế cho nó đầy đủ, cho nó đẹp hơn. Tại vì mình muốn là mỗi cái livestream thì mình sẽ hướng dẫn một cái gì đó nó khác khác. <laughs>